bạn nhỏ lớp Monkey. Ngày hôm nay chúng mình cùng trợ Amy ôn tập lại các từ để miêu tả về các thành viên trong gia đình nhé. Ok, number one, small. Small. Một gia đình nhỏ chúng mình nói là small family. Small family. Một gia đình lớn chúng mình đọc là big family. Big family. Ok. Can you see here? What is this? Young. Young. Là trẻ đúng không? How about old? This? Old. Old. Yeah. Old. Là lớn tuổi, già rồi đúng không ạ? Rồi, number 5. Short. Short. Bạn này thì thấp hơn bạn này đúng không ạ? Thấp hơn chúng thấp chúng mình nói short. Short. Và cao chúng mình nói là tall. Tall. Ok. Và chúng mình còn được học khi mà miêu tả về mẹ và bố và tất cả mọi người, chúng mình có thể nói như này: nếu mà muốn miêu tả mẹ mình rất là trẻ, chúng mình nói là gì ạ? My mother is young. My mother is young. Nếu mà muốn nói bố mình cao, mình nói như nào ạ? My father is tall. My father is tall. Ok. Who is he? Phải trả lời thế giới như nào? Who is he? He is my grandfather. He is old. Okay. Who is she? She is my sister. She is young. Who is he? He is my brother. He is short. And who is he? He is my brother. He is tall. Và hôm nay ngoài những chính từ này, chúng mình được học cô và cho chúng mình những cái từ để miêu tả, ví dụ như là beautiful. Beautiful là gì ạ? Xinh đẹp đúng không? Chúng mình nói mẹ mình rất là xinh đẹp, chúng mình nói là my mother is beautiful. Nếu mà muốn nói và bố mình rất là đẹp trai, chúng mình nói là gì ạ? My father is handsome. My father is handsome. Ok. Mà còn nói là em mình rất là đáng yêu chẳng hạn. Em gái mình rất là đáng yêu. Chúng mình nói là my sister is cute. Cute. Ok. Các bạn về nhà quay video cho cô này, chép những từ mới và cấu trúc mới hai dòng và làm